Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với Đồ Gỗ Hiền Lành. Hôm nay là ngày 16 tháng 6 của năm 2020. Thì cơ sở đồ gỗ Hiền Lành tiếp tục giới thiệu tới toàn thể khách hàng trên toàn quốc một mẫu sản phẩm nữa là ngai thờ loại một thước bằng gỗ mít ta. Đây là đơn đặt hàng của anh Vinh ở Hải Phòng, đã được chúng tôi sơn son tiếp vàng, bề mặt là chúng tôi sơn then, hoàn thiện bóng bẩy để bàn giao cho anh đúng thời gian của anh đã đặt ra. Quý vị các bạn đang chiêm ngưỡng đây là mẫu ngai thờ. Chiếc ngai thờ này sẽ được đặt trên ban thờ gia tiên, một bên thờ công đồng và một bên thờ gia tiên. Anh đã đặt chúng tôi hai cỗ ngai loại một thước. Cỗ ngai loại một thước này có kích thước như sau: chiều rộng 53, chiều sâu 42 và chiều cao là 81 theo thước phong thủy số đẹp lỗ ban. Ngai thờ này thì chúng tôi đục tai rồng thật. Quý vị có thể chiêm ngưỡng được nhé. Toàn bộ phần tai rồng là chúng tôi đục rồng thật. Và ngai là ngai trụ, ngai cột. Toàn bộ được làm chất liệu từ gỗ mít ta. Thì trong clip trước thì chúng tôi cũng đã giới thiệu rất nhiều những mẫu ngai thờ hàng mộc rồi. Đây chúng tôi sẽ giới thiệu ngai thờ khi sơn son tiếp vàng hoàn thiện đầy đủ và chuẩn bị bàn giao cho quý khách ở Hải Phòng. Tôi xin nhắc lại kích thước là rộng 53, sâu 42 và cao 81. Thì quý vị nào muốn sở hữu những mẫu ngai thờ như này thì liên hệ ngay tới Đồ Gỗ Hiền Lanh qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề gỗ mỹ nghệ La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Trong thời gian vừa qua thì chúng tôi đã bàn giao rất nhiều đồ thờ cúng như cuốn thư câu đối hay là hoành phi câu đối hay là án gian bàn thờ ô sa khám thờ cho tất cả quý khách hàng trên toàn quốc. Thì quý vị hãy đăng ký kênh của Đồ Gỗ Hiền Lanh và vào trang chủ để xem. Thì quý vị có thể thấy được cái lượng đồ thờ cúng chúng tôi sản xuất ra rất là nhiều trên thị trường. Chúng tôi bán buôn bán lẻ toàn quốc. Thì quý vị hãy liên hệ theo hai số điện thoại 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi sẽ tư vấn thiết kế nội thất phòng thờ theo đúng quy trình hoặc quý vị đặt ra. Chúng tôi nhận làm theo yêu cầu. Và trên màn hình quý vị các bạn đang chiêm ngưỡng đây là hai ngai thờ và một cuốn thư. Cuốn thư thì chúng tôi sơn son tiếp vàng và đi chữ đen, làm nổi bật lên. Quý vị hãy đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất cho chính mình, để ủng hộ cơ sở Đồ Gỗ Hiền Lanh ngày càng lớn mạnh, và hẹn gặp lại quý vị trong các clip.